Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lầu 2 Hải Thần Các. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể của Lam Hiên Vũ dần dần trở lên trong suốt. Năng lượng vàng và bạc không ngừng dao động và va chạm vào nhau trong người của cậu ta. Đau quá. Sức mạnh càng ngày càng lớn, đau quá. Nhưng phải kiên trì. Mình phải bảo vệ cô Nana. Sau này mình muốn ở cùng với họ. Mình nhất định là có thể. Các chủ, liệu có hơi quá hay không? Thế này là đang tiêu hao sức mạnh bản nguyên của cây vĩnh hằng đấy. Không sao, đó là con trai của hắn, học viện, đường môn, thậm chí là cả liên bang lợ hắn. Không có hắn, vạn năm trước có lẽ là sao đấu na đã không thể nào tồn tại đến đến giờ rồi. Cây vĩnh hằng của nhà họa. Hơn nữa, hắn có trường mực. Tốc độ trưởng thành của đứa nhỏ Hiên Vũ này còn nhanh hơn tưởng tượng. Tiếp tục phát triển thế này, rất có khả năng nó sẽ một mình gánh vác được. Có phải không nên để nó mạo hiểm quá hay không? Vũ Lân ở đó thì không có mạo hiểm đâu. Các chủ, đó là... Các chủ, chỉ cần cây vĩnh hằng chịu đựng nổi thì cứ mặc nó đi. Các chủ, lo hút thế này, nước hồ sắp bị lo hút cạn hết đấy. Ta, này nhóc con, tạm tạm là được rồi. Còn hút nữa sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hành tinh mẹ. Cái này, sóng dao động này, sao có thể chứ? Tầng sinh mệnh của cây vĩnh hằng. Vậy mà lại cao lên. Phải biết là, đây là việc cả bản thân cây vĩnh hằng cũng không thể nào làm.